làm lành giữ tấm lòng trong, giữ tâm thanh tịnh, bão giông không màng, lánh xa điều dữ thế gian, nở hoa thiện hạnh, ngập tràn từ bi. Làm lành giữ tấm lòng trong, giữ tâm thanh tịnh, bão giông không màng, lánh xa điều dữ thế gian, nở hoa thiện hạnh, ngập tràn từ bi. Lòng nhân hậu giống như một bông hoa đẹp, với hương sắc tinh tế và ý nghĩa sâu sắc. Khi chúng ta gieo những hạt giống yêu thương trong tâm hồn, những hành động tử tế chính là dòng nước mát lành nuôi dưỡng hạt giống ấy. Từng ngày, từng giờ, những hành động nhỏ bé nhưng tràn đầy lòng tốt sẽ giúp bông hoa của nhân hậu nở rộ. Đó không chỉ là niềm vui cho chính bản thân, mà còn lan tỏa hạnh phúc và ấm áp đến những người xung quanh. Như một cánh đồng hoa bừng nở dưới ánh mặt trời, lòng nhân hậu trong mỗi người sẽ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn, dịu dàng hơn. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, mỗi người đều có tiềm năng trở thành một bông hoa rực rỡ trong vườn đời. Dù hoàn cảnh sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ vững niềm tin và tiếp tục sống với tấm lòng rộng mở, chúng ta sẽ trở thành ngọn nguồn của tình yêu thương và niềm hy vọng. Khi lòng nhân hậu được trao đi, cuộc đời sẽ phản chiếu lại bằng những điều tốt đẹp, như cách mà bông hoa khoe sắc để cống hiến vẻ đẹp của mình cho đời. Cuối cùng, trong cuộc sống đầy rẫy thăng trầm, hãy luôn chọn yêu thương và sự tử tế. Bởi chính những điều ấy sẽ giúp mỗi chúng ta không chỉ nở rộ như một bông hoa đẹp mà còn góp phần làm cho thế giới này trở nên hòa bình, hạnh phúc và đầy hy vọng hơn.